Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Siren here, horror game. Let's go. Level 1. Ok, mở cửa ra nào. Siren này rất là bé. Bình thường các game Siren khác thì anh ta phải cao rất là nhiều feet luôn. Ok, level 2. Let's go, Lake Kutrovs. Ok, các bạn phải đến đây xong đó thì vào đây. Mình đang bị khóa tay. Bảo sao lại đến đấy thật. Rồi, let's go. Rồi, kiểu ra. Chưa rồi, thì chúng ta phát hiện ra. Ok, chạy thẳng vào đây. Level 3. Rất là khó luôn. Rồi, đã thành công. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Dear Trigger 2. Let's go. Let's do this. Let's roll. Okay, let's go. Follow me. I know a shortcut. Okay. Shit! Watch out! Damn! It's closed! Hold on! No problem. Come on, Izzy. You're ready for some trouble. Oh, come on. All right, let's go. All right, let's go. Let's go. Shit! Watch out! Okay, let's take it to the right. Oh my gosh. Are
They're coming off. Zombie. Get in the car! Okay. 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 Wow. So, okay. Vào bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. The ticker. Wow, anh chàng này đang muốn nổi cùng giúp mình. Sau đó sẽ bị lây lan cộng đồng. Wow. Bệnh viện ở đây bị lây lan hết thành zombie rồi. Từ một người mà lây sang rất là nhiều người. Fix to zombie. Continue. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái video Sirenia. Mở lên, let's go. Đấy có một người chết. Mình chụp ảnh ở chỗ này. Let's go.
Ok, còn hai bước nữa thôi. Oh my god. Rơi xuống luôn, sợ thật, tại vì rất là tối luôn, không biết có nhìn thấy xin đằng kia được không. Thì sao nó không nhìn thấy rồi, mà bắt buộc kéo phải giữ ở à, đây rồi. Rồi, còn một bước nữa thôi. Ta sẽ đi đường này. Ta vào một tòa nhà. Có đúng ở đây không? Chuẩn luôn. Wow, đúng lúc thành công thì bị chết. Cứ ship nữa thì thắng rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Into the Alien 2. Thank you.
So let's go. Bây giờ mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Walking Deer. Phần này rất là hay luôn. Đây là nội dung game và các bạn chọn những nội dung của nó, nhưng mà tựa game này khá là hay. Nó cho các bạn xem nội dung của cái tựa game Walking Dead này. Anh chàng này nhờ cứu sống nhiều bản làng rất là đông zombie. Có ai đó không? Cho các bạn chọn những cái nội dung trong này nhá. Rất hay luôn. Ở đây xem có người nào không? Hello. Anybody home? I need a little help. Wow. Mở cửa ra. Coming in. Don't shoot, okay? Hello. Anh đang bị thương ở chân. I'm not an intruder. Or one of them. Ngôi nhà này không có ai. Bạn này còn có những vết máu. Mình sẽ đi bên này xem. Những bức tranh của đứa trẻ con. Ở bên này. Look at row of foot. It's fake, damn. Vẫn cái này. Rồi, di chuyển vào đây xem cái này là gì. Three new messages. Message one left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 p.m. Wow, không mở được cánh cửa. Chắc chắn là đây sẽ có gì đó. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. Wow. We love you. We love you. Cô bé này vẫn còn sống. Xem cô ta, mình sẽ đoán được cô ta ở đâu. Ở đây đi. Không phải. Chuẩn rồi. Hello? You need to be quiet. Ở đây vẫn còn một cô gái còn sống. Đó, cái nội dung game của tựa game này khá là hay luôn. I'm not a monster. Good.
Cô ta hình như đang ở gần đây. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. Oh, trong ngôi nhà kia. See? Can you see me? I can see you through the window. Đó, nội dung của tựa game này rất là hay luôn. Nếu các bạn có thời gian có thể chơi tựa game này thật là nhiều. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Sirenia. Play. One day. Skip. Một chiếc đèn pin. Wow. Bây giờ mình sẽ tìm một ngôi nhà ở ngoài cánh đồng này. Nhưng đi cẩn thận, nếu không thì sẽ gặp Sinh Hương ngay. Đừng mới lại. Ok, let's go. Nó phát hiện ra mình. Bắt rồi. Oh my god. Không hiểu sao Sirenia nó chạy nhanh đến mức độ vậy. Ok, sao mình sẽ chạy lại xem thế nào. Oh, nó chạy rất là nhanh luôn. Nào để thoát khỏi cái này rồi. Đó là các bạn phải đợi một lúc, sau đó để xin hiền nó đi ra chỗ khác, đó thì các bạn mới đột nhập vào bên trong được. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sirenia Granny. Let's go. Play. Let's go. Còn đây. Ồ, mình không nhặt cái này đây. Rồi, mình sẽ mở những cái cửa này ra. Ủi luôn cái này ra nào. Ok.
tấm thẻ. Cái này không mở được cửa. Nếu các bạn mà đi luồn xuống kia thì chắc là sẽ không lên được đâu, bởi vì có những cái không mở được. SpongeBob, những bức tường SpongeBob. Okay, let's go. Wow, khi bị rơi xuống đây là không gặp được luôn. Tài thật. Wow, kiểu lỗi rồi. Chạy cái đã. Không hiểu cái gì luôn. Không lên được luôn này. What? Đấy thì làm sao mà có thể hoàn thành được cái tự nhiên này à? Oh my god. Rất chiều là lỗi luôn. Sẽ cắt vào đây xem bà ta có bảo được vào đây không. Chiếc chìa khóa này cũng không lấy được luôn. Oh man. So ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.